Linh xem trực tiếp bóng đá nữ SEA Games 32 ngày 6 tháng 5, Việt Nam Myanmar. Hôm nay 6 tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Myanmar ở lượt trận thứ hai bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 32 diễn ra ở Phnom Penh, Campuchia. Ở trận ra quân bảng A môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước đội Malaysia do công của Hải Yến, Bích Thủy, Huỳnh Như. Trong khi đó, đội tuyển Myanmar gây bất ngờ khi đánh bại Philippines 1-0. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chuẩn bị rất kỹ đấu pháp cho các học trò để đấu với Myanmar. Đặc biệt là tâm lý tập trung cao độ, không được phép chủ quan bởi đối thủ có lối chơi khó chịu và cho thấy sự thích nghi tốt với điều kiện thi đấu nắng nóng. Thời tiết nắng nóng đã gây ảnh hưởng không ít đến thể lực và phong độ của toàn đội ở trận ra quân gặp Malaysia. Tuy nhiên chúng tôi cũng dần thích nghi được. Toàn đội ở tình trạng sung sức và chúng tôi đã sẵn sàng cho trận then chốt gặp đội tuyển Myanmar, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy chia sẻ. Trong khi đó, tinh thần các cầu thủ bóng đá nữ Myanmar lên rất cao sau chiến thắng trước Philippines nên họ quyết tâm giữ phong độ này khi đối đầu đội tuyển nữ Việt Nam. Với việc Myanmar thắng Philippines ở trận đầu, cục diện bảng A cũng khó lường khi ba đội Việt Nam, Philippines và Myanmar sẽ cạnh tranh quyết liệt hai tấm vé vào bán kết. Ở bảng A, ngoài trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam với Myanmar còn diễn ra cặp đấu giữa Malaysia với Philippines lúc 20 giờ. Ở bảng B, môn bóng đá nữ SEA Games 32 cũng diễn ra hôm nay với hai cặp đấu. Lào gặp Thái Lan 16 giờ, Singapore gặp Campuchia 20 giờ. Link xem trực tiếp các trận đấu nằm ở phần mô tả, các bạn bấm vào link để cùng xem trận đấu nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.